Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tối Gia Nhạc Cần Thơ bên em. Video của Tối Gia Nhạc Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507. Và những sản phẩm trên video hôm ngày hôm nay thì shop sẽ miễn ship toàn bộ hết ha. Hôm nay shop sẽ lên ví. Và đối với những chiếc ví dài thì shop sẽ ước lượng điện thoại vào ha. Điện thoại của shop là bề dày là bề chiều cao là 8. Và chiều ngang là 10 16 ha. 16. Đầu tiên đó là một chiếc ví thương hiệu dập nổi đây, và có một ngăn ở đây dạng phơm cớp ha. Đây thương hiệu dập nổi đây, và đây mình mở ra thì bên trong đựng cả visit giấy tờ tùy thân thương hiệu dập nổi đây, và một phát cá miệng đây. Bên trong là lót sạch đẹp, ở đây đựng cả visit giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một cái nút để mình gài lại như thế này. Lên nhịp shop một mã là 4656 ha, 350. Đối với chiếc ví này thì sẽ không vừa cái điện thoại, mình để mình đựng tiền thôi hoặc đựng vật dụng tư trang. 4656, 350. Và kế đến đó là một chiếc ví chạy sớp một xíu sớp xem lên hết một cái ví này luôn. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, chiếc ví, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây. Bên trong sẽ đựng được rất là nhiều, một ngăn ở đây và một ngăn đây đựng tiền, và đây đựng cả visit giấy tờ tùy thân, một ngăn này để đựng tư trang, và một ngăn đây đựng cả visit giấy tờ tùy thân. Và đây mình bỏ vào thì sẽ đựng vừa điện thoại nhé. Đa số ví dài sẽ đựng vừa điện thoại hết. Lên nhịp shop một mã là 4668 ha, 350. 4668, 350. Và một chiếc ví này đựng được cả thế giới luôn ha, rất là nhiều ngăn. Chiếc ví này thì sẽ đựng vừa điện thoại rồi, màu này là màu vàng, nó sẽ có va vấp ngay chỗ này ha. Này là những cái chiếc túi khác sẽ bị cái vết xi về này, mình lao lại là nó sẽ ra ha, thì da thật hết ha. Một ngăn đây, bên trong sẽ còn tác hiệu ở đây, đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, một ngăn đây sạch đẹp ha, và đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân. Lên dùm shop một mã là 4675, 350. 4675, 350. Và một ngăn ở đây nữa thì bên trong đựng được rất là nhiều cạc visit giấy tờ tùy thân ha, mình bỏ vào đây đó, đựng được cả thế giới luôn. Mình làm lết cầm tay được ha, màu vàng rất là sang. Và cái đến đó là một chiếc ví dài, đây sẽ có một khóa cá miệng ha. Bên trong một khóa cá miệng ở đây, lót bên trong lót vải, ở đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây để đựng cạc visit giấy tờ tùy thân. Lên dùm shop một mã là 4661, 350. 4661, 350. Ở đây mình sẽ có một phát cái miệng đây. Đó. Đựng vừa điện thoại.
và một chiếc ví. Ví này sẽ ngắn hơn, thương hiệu Luby dập nổi đây. Và những chiếc ví này thì ở đây sẽ đựng vật dụng tư trang. Nó sẽ có va bóp ngay chỗ này ha, và một cái nút để mình dài lại như thế này, và một ngăn ở đây. Ví này đựng cả phía dưới chiếc tài tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Lên dùm shop một mã là 4614350 ha, 4614350 đây, thì mình dài lại như thế này. Và kích thước của chiếc ví này, chiều cao của chiếc ví là 10, chiều ngang là 15, không đựng vừa điện thoại ha, không đựng vừa điện thoại. Và cái đến đó là một chiếc ví dài có thương hiệu chữ C dập nổi đây. Và ở đây nó sẽ va bóp thời gian nhẹ ha, mình nhìn vào nó sẽ không thấy đâu. Một cái khóa kéo miệng ở đây, bên trong đựng cả phím chế tài trị thân, một khóa kéo miệng ở đây và đựng cả phím chế tài trị thân. Đây sẽ đựng vừa điện thoại ha, đựng vừa điện thoại hết, smartphone. Lên dùm shop một mã là 4629 ha, 350, 4629 350. Và một chiếc ví thương hiệu Samatha Tavasa, da rất là đẹp ha, và sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Bên trong, bên trong thì đựng cặp visit chế tài trị thân, một cái khóa kéo miệng ở đây và một ngăn ở đây đựng tiền, rất là ok. Và chiếc ví này thì đựng sẽ đựng vừa điện thoại đó, nhưng mà đó, đựng vừa điện thoại ha. Cái ngăn ở đây thì nó bỏ hơi khó ha, ngăn ở đây thì bỏ hơi khó, nhưng mà đựng vừa điện thoại hết. Lên dùm shop một mã là 4680 350, 4680 350. Và kế đến đó là một chiếc ví ngắn thôi, thương hiệu Tommy đó, chất liệu là vải ha, dập thương hiệu Tommy đây. Và một khóa kéo miệng ở đây, bên trong, bên trong dập thương hiệu Tommy Hilfiger, và một khóa kéo miệng đây là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop mã là 4580 200, 4580 200. Đây sẽ có một khóa kéo miệng ha, sạch đẹp hết. Và cái đến đó là một chiếc ví dạng phân cớp như thế này, thương hiệu Rococo, và dạng mình mở ra như thế này, thì một ngăn ở đây để mình đựng tiền ha, và ở đây đựng cả visit chế tài tùy thân, và một ngăn ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong lót sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop mã là 4687, 4687 350 ha, 4687 350. Và thương hiệu Bococo sẽ dập nổi ở đây ha, thương hiệu dập nổi đây. Đây đừng cả visit chế tài trị thân, có một cái nút để mình gài lại, rất là xinh xắn ha. Form cup đựng vừa, đựng vừa tiền ha, rất là xinh xắn. Và cái đến đó là một chiếc ví rất là cá tính ha, ở đây dập hình cô gái ha, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp, và một khóa cá miệng ở đây, thì bên trong mình sẽ có thể mình để một cái ngăn ở đây, nhưng ở đây mình để đựng vừa điện thoại ha đây. Và một ngăn đây đựng cặp visit chế tài tùy thân, đây đựng cặp visit chế tài tùy thân đựng tiền, và một ngăn đây và một ngăn đây. Ngăn này thì mình đựng vừa điện thoại, rất là im luôn đó, mình bỏ vào đây
vừa luôn ha. Ở đây giống như là chống sóc cho điện thoại luôn. Lên dùm shop một mã 4627 ha, 350. 4627 350. Và kế đến đó là một chiếc ví da thật ha, chiếc ví dài. Ở đây có thương hiệu Italy, thương hiệu này của Ý ha, dập nổi đây. Và một ngăn đây, ở đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân. Một ngăn đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, và mình có thể bỏ vừa điện thoại vào đây ha, và mình cầm như thế này sạch đẹp hết ha. Đồ mới khoảng 80%. Lên dùm shop một mã là 4639 350. 4639 350. Và cái đến đó là một chiếc ví màu xanh rất là đẹp luôn. Ở đây sẽ có một khóa cắm miệng ở đây, thì bên trong đây đựng tiền, đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, và một ngăn ở đây và một ngăn đây, dập thương hiệu Valentino, dòng gam, dòng Ghini ha, Valentino. Ở đây nó sẽ còn cái tác hiệu của Valentino, dòng Ghini. Đó, rất là đẹp ha, thương hiệu Valentino, rất là xịn nha. Đây đựng vừa điện thoại hết. Màu này là màu xanh rêu, màu xanh rêu. Lên dùm shop một mã là 4653 350. 4653 350. Và kế đến đó là một chiếc ví màu xanh rất là đẹp luôn. Chiếc ví này thì ra dối rất là chặt. Da thật toàn bộ ha. Đây giống như mình làm một chiếc cầm tay màu xanh khá là đẹp. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, dập nổi ở đây. Và một ngăn ở đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, rất là nhiều ngăn. Và một và khóa cáo miệng ở đây, rất là nhiều ngăn để mình đựng đồ ha. Lên dùm shop một mã là 4597 ha, 300. 4597 300. Da rất là đẹp. Và một chiếc ví màu nâu. Ở đây sẽ có một cái nút để mình mở ra, thương hiệu dập nổi đây. Và một ngăn ở đây, bên trong đựng cạc visit giấy tờ tùy thân. Đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Ở đây sẽ mình để vừa điện thoại ha, và một cái nút để mình gài lại như thế này. Chắc chắn vừa làm ví và đựng điện thoại ha, rất là ok. Lên dùm shop một mã là 4578. 4578 250. 4578 250. Và cái đến đó là một chiếc ví ngắn rất là xinh xắn ha, cực kỳ xinh xắn. Ở đây thương hiệu Samatha Tavasa. Ở đây phối một cái phần họa tiết rất là đẹp. Đây mình mở ra thì bên trong ở đây là đựng móc khóa ha, và một ngăn ở đây đựng cạc visit giấy tờ tùy thân. Lên dùm shop một mã ha, ví ví hồng đây, ví hồng Samatha. Hai trăm rưỡi, ví hồng Samatha, 250. Ví này đựng móc khóa. Và một chiếc ví dạng phong cốp như thế này, rất là xinh luôn.
và đây mình sẽ mở ra. Thì bên trong ở đây mình đựng những vật dụng tư trang và một ngăn đây, đây đựng cả visit trên tài tùy thân và thương hiệu này, thương hiệu Roma ha. Ở đây còn dập và chữ nổi ở đây Zenith Leader, chứng nhận da thật 100%, và một ngăn đây. Thì bên trong thì mình sẽ đựng tiền, rất là ok. Lên dùm shop một mã là 4632 350, 4632 350, cực kỳ xinh xắn như thế này. Và một chiếc ví thương hiệu Again dập nổi đây, da rất là đẹp và sẽ có một khóa cá mèn ở đây. Thì bên trong đựng cạp visit giấy tờ tùy thân một ngăn đây, đây đựng cạp visit giấy tờ tùy thân. Lên nhìn shop một mã là 4610 350, 4610 350. Và một chiếc ví chất liệu là da da canvas của hãng ha, một ngăn đây. Ở đây đựng cạp visit giấy tờ tùy thân một ngăn đây, đừng cả phí dịch ta tùy thân. Lên dùm shop một mã là 4684 ha, 4684 350, rất là đẹp và xinh xắn ha. Hay đừng vừa điện thoại như cô chú anh chị ha. Và cái đến đó là một và chiếc lết rất là bự ha, chiếc lết cầm tay như thế này, và thương hiệu này của Lindon, da rất là đẹp luôn. Và sẽ có một và lết này mình có thể mình xỏ vào đây, và đây đựng được rất là nhiều ngăn ha. Đây đựng cặp visit trên tài tùy thân một ngăn đây, để mình đựng tư trang, và một ngăn ở đây mình có thể mình bỏ vừa một cái điện thoại vào đây đó, hoặc là mình bỏ vào đây cũng được. Đó, mình bỏ vào đây, và ở đây sẽ đựng một cái bút ha. Đây đựng cả phí dít tài tùy thân. Ở đây thì sẽ đựng tiền, rất là nhiều ngăn đó. Mình cầm lên nhảy rất là xinh xắn luôn. Lên nhập shop một mã là 4673 350, 4673 350. Và cái đến đó là một chiếc ví da rất là ok, một ngăn ở đây, bên trong dập thương hiệu Fula và một phát cá mèn ở đây. Bên trong thì sẽ va vấp thời gian ngay chỗ này. Ở đây thường thì bên Nhật thì họ sẽ đựng tiền xu ha, tiền xu vào ngăn này thì nó sẽ có va vấp một chút xíu. Mình ở bên mình thì mình sẽ đựng tư trang ở đây, một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây. Đây mình sẽ đựng tiền vào đây, và ví này mình sẽ đựng vừa điện thoại ha, đựng vừa điện thoại. Lên nhịp shop một mã là 4655 350, 4655 350. Và một chiếc ví thương hiệu Samatha Tavasa ở đây, rất là xinh xắn, và sẽ có một ngăn ở đây, lót vải sạch đẹp, và một cái nút ở đây đựng cặp visit giấy tờ tùy thân, và một ngăn đây có một khóa cá mèn để đựng tiền, đựng tiền, và một ngăn đây, và một ngăn đây. Samatha Tavasa, lên nhìn shop một mã là 4612 350, 4612 350. Và kế đến đó là một chiếc ví ha, thương hiệu Cot dập nổi đây, và sử dụng monogram chữ Cot ha để làm đặc trưng cho thương hiệu, và một ngăn đây lót sạch đẹp, và một ngăn đây đừng gặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một khóa cá mèn ở đây, thương hiệu Cot một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên nhìn sớm một mã là 4689 350, 4689 350.
pha một chiết khí, chất liệu là da đen, sẽ có một phá các miệng ở đây, có thương hiệu ha, bên trong dập thương hiệu ở đây tone, và ở đây sẽ có một ngăn đây đựng cả vị trí chế tài trị thân, và một ngăn ở đây mình sẽ để không vừa điện thoại, điện thoại thì mình sẽ để đây, đây đựng cả vị trí chế tài trị thân, bên trong lót da rất là đẹp, chất liệu da đen, lên dịch sớm mã là 4647 350, 4647 350. Và kế đến đó là một và chiếc ví thương hiệu dập nổi đây, da rất là đẹp, và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong đựng cặp với giấy chế tài trị thân, một khóa cáo miệng ở đây là sạch đẹp, đây đựng cặp với giấy chế tài trị thân, một nhắn đây, lên dùm shop một mã là 4669 ha, 4669 350, da quá là đẹp. Và một chiếc ví thương hiệu COS, da chất liệu là da canvas đặc trưng của thương hiệu COS, và sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, ở đây nó sẽ va vấp chút đỉnh như chỗ này, ở đây đừng cặp với chiếc tay thì thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết á, lên nhìn shop mã là 4648, 4648 350, 4648 350. Và cái đến đó là một chiếc ví ha, da xước một ngăn đây, bên trong thương hiệu dập nổi đây, và sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và ở đây mình sẽ còn cái thương hiệu ha, còn cái thương hiệu này và một cái nút để mình gài lại như thế này, và một khóa cáo miệng ở đây nữa, thì bên trong được vật dụng tư trang một ngăn đây, sạch đẹp hết ha. Ở đây sẽ còn một cái để mình đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ ở đây ha, mình bỏ vào đây tặng kèm, lên dùm shop một mã 4677 350, 4677 350. Và cái đến đó là một chiếc ví, chiếc lết cầm tay ha, da cá sấu bóng kính rất là đẹp ha, và sang luôn. Ở đây nó sẽ có một cái nút để mình mở ra, bên trong, bên trong sẽ có form dạng form cốp, một ngăn ở đây và thương hiệu dập nổi đây, và một ngăn đây và một ngăn đây. Ở đây là lót phun sơn ha, nó sẽ bị răng răng như thế này, lên dùm shop một mã là 4615 350. Ở đây mình sẽ có thể để vừa điện thoại vào đây đó, dài lại như thế này làm lết cầm tay rất là sang luôn. Cá sấu bóng kính ha, cá sấu bóng kính ở thị trường rất là mắc, và do chiếc túi này thì nó sẽ bị một cái răng răng này, cho nên shop sẽ bán rẻ thôi, 350, rất là đẹp, làm lết cầm tay như thế này, ra cá sấu bóng kính ha, mình nhìn rất là bóng. Và cái đến đó là một chiếc ví cót, ở đây sẽ có một khóa cáo miệng ở đây, bên trong đựng cặp visit chế tài trị thân, một ngăn đây, một ngăn đây và một ngăn đây, sạch đẹp ha, dập thương hiệu cót ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp hết, lên nhìn shop mã là 4625, 4625 350. Và một chiếc ví thương hiệu Samatha Thavasa, màu hồng rất là xinh xắn đây, và ở đây sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, thì mình mở ra thì bên trong một khóa cáo miệng ở đây,
đựng được rất là nhiều tiền ha. Một ngăn đây là sọc đẹp ha, lên giùm shop một mã là 4618, 350, thương hiệu Samatha Tavasa đây. Và đây nó sẽ có một cái nút để mình gài lại như thế này đó, rất là chắc. Và mình mở ra, mình có thể mình đựng tiền ở ngăn này nữa ha, rất là nhiều ngăn dập thương hiệu Samatha Tavasa đây, quá là đẹp. Và cái đến đó là một chiếc ví da trăng, da thật 100% ha. Ở đây sẽ có một ngăn ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp và một phá cá miệng ở đây là sạch đẹp hết ha. Đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân, một ngăn đây và một ngăn đây. Ở đây sẽ còn chứng nhận là da trăng thật 100% ha, còn mã code màu hồng rất là xinh xắn. Một ngăn đây, lên dịp shop một mã là 4604 320, 4604 320. Và một chiếc ví dập vân sáu một ngăn đây, thương hiệu Andero của Pháp ha, rất là đẹp. Và chiếc ví này thì nó sẽ có màu màu đen mà hơi nhũ nhũ đồng ha. Một ngăn ở đây và một ngăn đây. Ở đây sẽ có một cái phá cá miệng, bên trong là lót dập hiệu thương hiệu Andero và đừng gặp với chúng ta thì thân. Tên nhập shop mã là 4626 350. Và một chiếc ví thương hiệu Cot có một phát cá miệng đây, ở đây đừng cặp visit chia tay tỷ thân, một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Ví thương hiệu Cot chất liệu là vải, lên dịp shop một mã là 4602 308, 4602 308. Và một chiếc ví thương hiệu Abus dập nổi đây, và chất liệu là da canvas của hãng ha, rất là đẹp. Và một ngăn ở đây, ở đây thì mình sẽ đựng vừa điện thoại ha, vừa điện thoại vào đây, thường ví dài là đựng vừa điện thoại hết ha. Ở đây đựng cặp visit cho tùy thân, một ngăn đựng tiền và một phá cá miệng ở đây, sạch đẹp hết ha. Và một phá cá miệng ở đây, bên trong đựng những vật dụng nhỏ nhỏ ha. Lên dùm shop một mã là 4662, 4662, 350. Chi phí này đụng mới còn khá là cao, làm quà tặng được. Và cái đến đó là một chiếc ví thương hiệu Samatha Tavasa đây, và sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong đình cà phê giấy tờ tùy thân, một khóa cá miệng ở đây, lót bên trong sạch đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp ha, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 4665 350, 4665 350. Và kế đến đó là một chiếc ví dập phân 6. Ở đây một ngăn ở đây để đựng tư trang, để mình gài lại như thế này, một ngăn đây. Và đây đựng cặp với giấy tờ tùy thân, lên dùm shop mã là 4667 ha, 350. Và một chiếc ví da lươn, da lươn biển ha, màu xanh, một ngăn đây là sạch đẹp. Ở đây đựng cặp với giấy chế tài tùy thân, một thương hiệu dập nổi đây để mình gài lại chắc chắn. Và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây và một ngăn đây. Ví này là đựng thẻ da đà điểu thật 100%. Ở đây thì
độ mới khoảng 75 đến 80% ha. Lên dùm shop một mã là 4548, một combo hai chiếc ví độc lạ 290, 4548 290. Và một chiếc ví màu hồng dập vân 6 sẽ có một phá cắt miệng ở đây, một ngăn ở đây, ở đây đừng gặp visit chất tài tùy thân và thương hiệu Case Bay, thương hiệu này của Mỹ ha. Đây đừng vừa điện thoại, lên dùm shop mã là 4646 350. Và shop sẽ lên một ví cuối cùng ha, thương hiệu Skybay, thương hiệu của New York ha, ví ngắn ở đây đừng cặp với giấy chúng ta tùy thân, rất là nhiều ngăn ở đây đựng tiền và một phát các mình ở đây, thương hiệu Skybay hết ha, rất là nhiều ngăn để mình lựa chọn để mình đựng tiền ha. Và một ngăn ở đây nữa, bên trong là lót sạch đẹp dập thương hiệu Skybay hết ha. Lên dùm shop một mã là 4619 350, 4619 350. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay ha. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.